Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cẩm Tú Đích Nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 81, Vân Khanh qua chén, Thế tử ghen 3. Mặt trời xuyên qua cây hạnh bên người rắc từng đốm sáng loang lổ, chiếu lên đôi môi hơi tái của hắn, theo hai chữ lạnh lẽo hắn phun ra, vân khanh dường như có thể cảm nhận được sau khi lạnh lẽo trong miệng hắn va chạm với độ ấm của ánh mặt trời liền có sương mù trắng xóa xuất hiện tuy rằng biết đây nhất định là ảo giác nhưng an sơ dương cho nàng cảm giác như thế một núi lửa có thể hoạt động ẩn chứa tảng băng thật lớn lạnh lẽo của hắn khiến người ta cảm thấy bị áp lực đè nặng mà dạng này sớm hay muộn cũng có một ngày băng ở mặt ngoài cũng bị tan mà lộ ra loại cảm giác này rất mãnh liệt cũng rất nguy hiểm. Vân Khanh vì ý nghĩ này của mình mà buồn cười, nàng tự trọng từ nhỏ, đầu óc chốc lát liền tỉnh táo rất nhiều, nhìn người thật sự cẩn thận hơn trước kia, cảm giác với người khác cũng mạnh hơn trước kia rất nhiều, nếu là kiếp trước, nàng nào biết được ai nguy hiểm ai không nguy hiểm. Chỉ biết dựa vào bề ngoài và lời nói mà phán đoán một người có tốt hay không, quả nhiên đơn thuần đến mức có chút ngu xuân. Mà nay sống lại một lần cùng một cảnh vật cùng một dạng người lại khó có thể khiến lòng nàng rung động sở dĩ phán đoán sở dĩ phân tích đều vì có lợi hay bất lợi cho chính mình không bao giờ như thiếu nữ đơn thuần ôm ấp đáy lòng tràn đầy tình cảm khát khao một tương lai tốt đẹp nữa ánh mắt của nàng dừng trên người an sơ dương dẫn tới hắn vẫn lạnh nhạt cũng ngẩng đầu nhìn lại nữ nhi thẩm gia thẩm vân khanh hắn có biết là bạn thân khuê phòng của an tuyết bánh hắn đã từng gặp hai lần, mỗi lần nhìn thấy hắn sắc mặt sợ tới mức biến đổi. sau đó hơi hơi nhích tới gần an tuyết oánh trong ánh mắt có sợ hãi. hắn rất tinh tường loại ánh mắt này. từ nhỏ bộ dáng hắn chính là lạnh như băng. ngoại trừ an tuyết oánh, những người khác nhìn thấy hắn đều tránh rất xa. ngay cả hai thứ muội an lan, an phương xa xa nhìn thấy hắn cũng tránh vòng đường khác mà đi, tránh gặp hắn, giống như dính vào hắn là sẽ chết người tuy rằng hắn đã quen nhưng hôm nay ánh mắt của nàng lại hoàn toàn thay đổi ôn hòa mà bình tĩnh không có chút khác thường còn hào phóng thản nhiên mỉm cười với hắn nụ cười kia làm hắn có chút căm tức nhưng cũng không nhìn ra trong đó có ác ý gì nay lại rời ánh mắt lên người hắn hành động hoàn toàn khác hẳn trước kia ngược lại làm cho hắn có hứng thú quan sát thiếu nữ không giống người thường ở trước mặt nhưng thấy nàng mang đôi giày vải màu hồng cánh sen thêu hoa văn như ý, váy trắng bạc hoa văn sơn thủy, tóc búi tùy vân, trên búi tóc ghim một cây châm, màu sắc mộc mạc nổi rõ ra thịt trắng nõn trong suốt càng tôn lên vẻ thanh tú của nàng, chuỗi chân châu buông xuống ở đuôi châm cài rừng bên má nàng. Dọc theo gò má trơn nhẵn đi xuống là cái cổ tinh tế duyên dáng, trong suốt giống như một lớp giấy trắng, vừa yếu ớt vừa mềm dẻo. Một đôi mắt phượng đen nhánh xinh đẹp giống như được khảm hai viên hắc diệu thạch, đá đen, bên trong, như thu ánh sao vào trong, đôi mắt vảnh lên khiến khuôn mặt vốn dĩ có vẻ dịu dàng mềm mại, tăng thêm một loại ung dung quý khí. Đôi môi đầy đặn đỏ hồng, lúc mỉm cười thì cong lên trên, có vẻ thân thiết lại bóng mềm, lông mi thật dài theo nét tươi cười mà cong lên như con bươm bướm màu đen đậu trên khuôn mặt nàng, tạo ra bóng dâm thật dài. Tuy rằng tạm thời còn chưa nảy nở nhưng đã có thể nhìn ra sau này dung mạo nhất định xinh đẹp sáng ngời cứ thế mà đánh giá lúc bị gọi tên để đoán vật người khác để lên mâm hắn liền tự nhiên mà vậy gọi tên vân khanh bên phía vân khanh đang thương cảm kiếp trước và kiếp này khác nhau trong lúc xuất thần không nghe thấy an sơ dương gọi tên nàng khiến chung quanh yên tĩnh đều dương ánh mắt chuyển đến trên người nàng an tuyết oánh thấy vậy ngầm lo lắng thấy vẻ mặt vân khanh là đang nghĩ vẩn vơ chưa phục hồi tinh thần liền đứng lên đi đến bên người nàng giống như chiêu tức nói sao đại ca ta chỉ ngươi đoán vật suy nghĩ lâu như vậy còn không nói chắc là ngươi không đoán ra rồi giọng của bạn tốt đến bên tai vân khanh mới phục hồi tinh thần lại thầm nghĩ sao mình lại nhớ đến chuyện trước kia nhưng vừa rồi an sơ dương mới bỏ vật gì một chút nàng cũng không để ý may mà nàng phản ứng cũng mau liền nói theo ta còn tưởng rằng che giấu thật tốt, điều này cũng bị ngươi đoán ra được. Vừa nói như thế, tất cả mọi người đều nghĩ rằng vừa rồi nàng thật sự đang trầm tư suy đoán vật trên mâm, cũng không trách hành vi vượt quá khuôn phép ngần người nhìn nam tử của nàng. Liễu dịch nguyệt lại thúc giục nói, thua thua rồi, người uống rượu hay biểu diễn tiết mục đây? Vân Khanh nào có tâm tư để biểu diễn tiết mục, rõ ràng là lúc để tiểu thư ăn ra thể hiện, nàng đến chỉ để cho đủ số mà thôi. Liền cười nói với chi phủ phu nhân, hương vị của rượu trái cây trong phủ phu nhân thật là ngọt ngào ngon miệng, đương nhiên ta sẽ chọn uống nhiều thêm mấy chén. Chi phủ phu nhân liền cười nói, rượu này là bí truyền của riêng nhà ta, dùng nhiều loại trái cây mà ngâm rồi chôn trong tuyết một mùa đông, tên là lãnh hương nhưỡng, số lượng có hạn, hôm nay vì lão thái quân đến đây, ta mới lấy ra. Khó trách vúng ngon như vậy vân khanh nói xong lại uống ba chén trong giọng nói mang theo vô vàn vui sướng tựa như thật sự rất thích uống lãnh hương nhưỡng chỉ mình nàng biết mặc dù rượu trái cây rất ngọt nhưng từ từ tác dụng cũng không nhỏ chỉ sợ lát nữa đầu sẽ choáng váng một lúc lâu đáy mắt nàng tràn đầy vẻ không tình nguyện uống rượu trái cây cũng không biết an sơ dương bị làm sao hôm nay lại gọi tên nàng bình thường nàng và hắn nói nhiều không quá ba câu sau khi uống xong lại đến phiên nàng gọi tên, nàng thuận tay cầm một vật bỏ vào, nâng tay về phía trước một chút, còn chưa gọi tên, lại nghe liễu dịch nguyệt kích động kêu lên, hai mắt sáng long lanh nhìn phía đối diện hô, cẩn vương thế tử, người đoán thử xem biểu tỷ ta để vật gì vào. Lúc tiếng này thốt ra, trong nháy mắt vân khanh giật mình lập tức liền giống như gió thổi mây đen, vù một cái liền tan đi. Mà phản ứng của mọi người dự tiệc cũng khác nhau, trên mặt An Ngọc Oánh vẫn lộ ý cười, tay bưng trà nhìn Vân Khanh liếc mắt một cái, lão Thái Quân vẫn như trước cười ha hà ngồi đó nhìn bọn họ chơi đùa, cảnh hữu thần mang theo chút thất vọng, Vân Khanh thế nhưng lại không gọi tên hắn, mà An Lan, An Phương, Liễu Dịch Nguyệt, Lưu Uyển như thật ra lại có ý chờ mong, bởi vì lúc Cần Vương Thế Tử gọi tên, gọi đến ai, liền cho thấy vận khí họ tốt các nàng cũng mong trông mình sẽ có cơ hội giống An Ngọc Quánh bày ra một chút tài nghệ của mình. Tuy nói thân phận của mình không thể so với tiểu thư cao quý của phủ quốc công, nhưng mọi việc đều khó lường, không chừng lại được cẩn vương thí tử coi. Chỉ có Vân Khanh quay đầu nhìn bộ dáng hưng phấn của Liễu Dịch Nguyệt, hận không thể cầm chén rượu trong tay đổ vào miệng nàng ta. Hôm nay rốt cuộc là ra khỏi cửa mà không xem hoàng lịch hay sao, nàng nâng tay nào phải là muốn chỉ vào ngự phượng đàn nàng không hề muốn dính dáng chút gì đến ngự phượng đàn. Bây giờ thì tốt rồi, bữa tạch không ai chỉ vào cẩn vương thế tử, bị cách kẻ tới cho đủ số như nàng chỉ ra, gã yêu nhiệt kia chẳng biết sao hoa đào nở lại đặc biệt nhiều, nàng không muốn chết trong cái đám hoa đào náo nhiệt đó đâu. Miệng liễu dịch nguyệt này thật đúng là nhanh đến mức chọc người hận, chẳng lẽ nàng ta không nhìn ra hôm nay tập họp đến đây là chuẩn bị vì đầy mạnh tiêu thụ tiểu thư ăn ra à? về sau không biết chi phủ phu nhân sẽ nhìn nàng thế nào, nghĩ nàng không biết trời cao đất rộng, lấy thân phận con gái thương nhân mà mưu toan trèo cao lên đến cẩn vương thế tử thì phải làm sao? chương 82, Vân Khanh qua chén, thế tử ghen, 4. Ngự phượng đàn cả người là áo bào trắng, hai tay lần lượt thay đổi đặt trên đầu gối, cả người lười biếng tựa vào lưng ghế dựa, khóe môi nhếch lên một chút tươi cười tôn lên đôi mắt hẹp mang theo nét lạnh lùng phất qua mà nhiếp hồn người. Hắn đang cười, cũng là cười lạnh. Từ lúc Vân Khanh tiến vào, hắn luôn nhìn nàng, nhưng mỗi khi ánh mắt nàng chuyển tới chỗ hắn, liền không dấu vết vội vàng rời đi chỗ khác, như là một giây cũng không nguyện ý dừng lại trên người hắn, tránh như tránh quỷ. Hắn tự hỏi ra thế, dung mạo của bản thân, lấy ra mặt nào thì cho dù là ở Dương Châu hay Kinh Thành, đều luôn khiến người chú ý nhất sao gặp phải thẩm vân khanh, nàng liền xem hắn như thứ gì đó nguy hiểm nhất thế gian. Như thế cũng thôi đi, nàng không nhìn hắn, cũng không nhìn nam tử khác, trong lòng hắn cũng thoải mái, chứng minh nàng không phải là nữ tử tùy ý. Nhưng nàng lại nhìn nhìn chừng chừng cái gã an sơ dương lạnh như băng kia, hai mắt kinh ngạc nhìn hắn tuyệt không kiêng rè, nếu an tuyết bánh không lên tiếng nhắc nhở, chỉ sợ sẽ gây ra trò cười trong bữa tiệc còn một ly lại một ly mà uống, bộ dáng thật hào phóng, nào có nữ tử nào uống rượu như vậy, lỡ say thì thế nào, hay nàng tự xưng có tử lượng tốt, không sợ say. Nếu có thể uống, vậy ta sẽ cho nàng uống đủ. Đôi mắt hẹp gắt gao nhìn chằm chằm vân khanh, khóe miệng ngự phượng đàn lạnh lùng nhếch lên, trầm thấp mở miệng nói hẳn là tiểu thư thẩm ra thả lên mâm một chiếc lá. Nghe vậy, những người khác lộ vẻ mặt ngạc nhiên nhìn ngự phượng đàn ánh mắt có kính nể, có ái mộ, có thưởng thức, An Ngọc Oánh lại nhịn không được mà nhìn hắn, vừa rồi nàng còn đang suy nghĩ rốt cục Vân Khanh đã bỏ cái gì vào, nhưng thật không ngờ nàng lại nhặt một lá cây vừa rụng xuống. Mà ánh mắt ngư phượng đàn lại có thể nhanh như vậy, trong tích tắc như thế cũng không thoát khỏi mắt hắn. Vân Khanh cũng hít một hơi thật sâu, lòng tràn đầy buồn khổ, nàng vốn để lá cây vào, là muốn gọi tên cảnh hữu thần, ai ngờ thần xui quỳ khiến lại bị liễu dịch nguyệt biến thành ngư phượng đàn, gọi hắn còn chưa tính. Ngư phượng đàn lơ là một chút cũng không được sao, vì sao vừa đoán liền đúng vật trên mâm vậy chứ? LPS là do mãi nhìn ai đó đó. Kể từ đó, nàng chỉ có thể lại nghe người bên cạnh dục nàng uống rượu, nàng thật sự. Có khổ nói không nên lời mà, buồn bực đầy mình hóa thành giọng điệu hào khí, lại nhận ba chén rượu uống cạn sau khi uống xong nàng cảm thấy rượu trái cây từ từ bắt có tác dụng trong đầu có một cảm giác mê muội nhưng vẫn không quá nghiêm trọng nhìn quanh nói chuyện cũng không ảnh hưởng chỉ cần ngồi lâu một hồi sẽ trôi qua ai ngờ sự đời không theo phương hướng nàng suy nghĩ ngự phượng đàn trong ánh mắt chờ mong của số đông bỏ vào vật gì đó sau đó cười như không cười nói với vân khanh thầm tiểu thư đoán xem ta đã để vật gì Vân Khanh vừa đưa khủy tay vịn lên tay ghế rửa, đang chuẩn bị cúi đầu hít sâu một cái, nghe vậy thiếu chút nữa khủy tay liền trượt xuống, ngẩng đầu nhìn nam tử ngồi đối diện trong bữa tiệc, môi mỏng của hắn khẽ nhếch, chỉ cười lười biếng, nụ cười kia rõ ràng là đẹp đẽ như mặt trời chói trang, dừng trong mắt Vân Khanh lại chỉ đổi lấy của nàng một trận cười khổ, ngự phượng đàn đây là muốn đối chọi với nàng sao? Rốt cuộc hắn muốn thế nào? Tại sao xoay lại gọi tên nàng? Hắn nên biết nàng không thích bị người chú ý, lại cố tình kéo nàng đến mọi trước mặt người. Chẳng lẽ hắn không biết, hề có liên quan đến hắn, ắt sẽ bị người ta nhìn chăm chú. Cẩn vương thế tử này, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Nàng ngước mắt ngồi thẳng thân hình, lại vì tác dụng của rượu, có chút khó có thể phán đoán rốt cuộc ngự phượng đàn đã bỏ vật gì vào. Trang sức trên người hắn luôn luôn đơn giản, trừ cây châm trên đầu, ngọc đeo bên hông liền không vật dư thừa nào khác, vậy là lại phải thua sao? Nhất định Hoàng Lịch hôm nay viết là, không nên ra ngoài, dự tiệc. Nàng nhìn lướt qua chén rượu, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, lúc vừa muốn bưng lên, nói mình đoán không ra mà cam nguyện bị phạt, lại nghe đối diện truyền đến giọng nói từ tính dễ nghe, không có ý nghĩa, không chơi nữa, lão thái quân, ta đói bụng, không biết khi nào có thể dùng cơm chưa. Bị hắn chen ngang như vậy, đương nhiên không ai thèm chú ý vân khanh có uống rượu hay không cũng đoán không ra vật dưới bát úp là gì lão thái quân ước chừng thời gian mặt trời cũng càng ngày càng gay gắt chiếu vào người nóng rực thấy đã sắp trưa liền tuyên bố tan tiệc vân khanh mới nhẹ nhõm thở phào một hơi cuối cùng cũng không cần uống nữa nàng vốn không uống rượu nay liên tục uống sáu chén đầu đã bắt đầu choáng váng uống nhiều thêm chỉ sợ lát nữa sẽ thất thố trước mặt mọi người Vừa rồi ngự phượng đàn vốn muốn chỉnh nàng một chút, căn bản hắn không để vật gì lên khay. Ước chừng tiểu hồ ly khá thông minh, sẽ không nghĩ đến điều này, như thế liền để nàng uống thêm mấy chén, xem thử về sau còn dám ở trước mặt người khác đưa một chén liền nhận một chén không. Nhưng lúc nàng bưng chén rượu lên lại thấy trên mặt nàng hiện lên chút bớt tức mà không thể làm gì, không biết sao trong lòng liền mềm nhũn xuống, không tự chủ mà mở miệng ngăn cản đôi mắt hẹp dài đen như mực đảo qua ánh mắt mông lung của nàng. Hắn âm thầm hư một tiếng, thật là, uống cũng không uống được, nhìn xem, bưng chén rượu lên đến, khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ cau mày lại. Còn vì phối hợp diễn trò với những người này, cho dù biểu diễn một tiết mục cho hắn xem cũng không thèm. Hừ, lão thái quân lên tiếng, mọi người lại theo vào chính đường ngồi một lúc. Tể ma ma bên người chi phủ phu nhân tiến vào nói là chi phủ lão gia đã trở về bàn tiệc ở chính đường cũng đã dọn xong, mời tất cả mọi người qua, vì thế mọi người đứng dậy theo lão Thái Quân đến chính đường. Vân Khanh lại phát hiện, An Sơ Dương lại không vào theo mọi người, mà sau khi rời khỏi chính đường, liền xoay người đi theo hướng khác. Xưa nay hắn luôn làm việc một mình, nàng cũng không nghĩ nhiều, liền cùng những người khác đến chính đường. Hai bàn bầy ở phía tây chính đường, lão Thái Quân cùng An Chi Phủ, Ngự Phượng Đàn, cảnh hữu thần ngồi một bàn, chi phủ phu nhân mang theo An Tuyết Oánh, An Lan, An Phương, Vân Khanh, Liễu Dịch Nguyệt, Lưu uyển Như ngồi ở một bàn khác có bình phong ngăn cách. Chỉ nghe sau khi An Chi Phủ tỉnh An Lão Thái Quân, liền bình tĩnh lên tiếng hỏi, sao nghịch tử kia còn chưa tới. Tiếp theo lại nghe nói mấy câu, Vân Khanh làm bộ như không nghe thấy, không rên một tiếng vùi đầu dùng bữa, nhà giàu người ta dùng bữa đều được dậy là chỉ ăn không nói. Ai cũng nhai kỹ nuốt chậm, trừ tiếng hít thở, cơ hồ không có âm thanh khác, hết thảy đối với Vân Khanh mà nói, thật cũng đã quen, quy củ dùng bữa ở Thẩm phủ cũng là như thế. Chỉ là một phen chơi đoán vật vừa rồi, làm cho tâm tình nàng trở nên vô cùng không tốt, trong đầu hỗn loạn cũng chú ý không đến việc khác, ra vẻ đoan trang mà ăn uống qua loa một chút. Đợi sau khi lão thái quân để đũa xuống, nàng cũng buông đũa xúc miệng lau miệng theo, ra ngoài cùng mọi người Tuy rằng thân thể lão thái quân khỏe mạnh, rốt cuộc tuổi cũng đã cao, náo loạn một buổi sáng cũng mệt mỏi. An Ngọc Oánh cùng Trầm Hương liền đỡ bà vào trong viện nghỉ tạm trước. Vân Khanh liền cùng nhóm An Tuyết Oánh, Lưu Huyền Như, Liễu Dịch Nguyệt đến viện An Tuyết Oánh chơi đùa. Ai ngờ chưa đi được bao xa, Vân Khanh lại cảm thấy bụng dưới nặng nặng, có thể là uống rượu bị nóng, khi ăn cơm lại uống một chén canh, liền muốn đi nhà xí. Vân Khanh cũng từng đến phủ chi phủ không ít lần, biết rõ bố trí bên trong, liền không cần người đưa nàng đi, nàng bảo an tuyết bánh cùng các cô nương khác tới lạc mai viện trước, còn mình đi tới con đường nhỏ vắng vẻ ngay khúc quanh sau hoa viên, ngay lúc nàng sắp đến tịnh phòng, nhà xí, lại nghe bên cạnh truyền đến tiếng bước chân của nam tử. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 83, Phản kích An Lan, Thế tử kịp thời cứu mỹ nhân ngay lúc Vân Khanh sắp đến tịnh phòng, lại nghe thấy một bên truyền đến tiếng bước chân nam tử vội vàng, trong rừng cây phía sau một tiếng hô thật lớn, nghịch tử, con đứng lại đó cho ta. Âm thanh thình lình xuất hiện, khiến Vân Khanh sợ tới mức run lên, lại chợt nghĩ âm thanh này dường như có chút quen tai, giống như là giọng của An Chi Phủ, vội vàng kéo góc váy, trốn vào một đỉnh nhỏ hóng mát hình tứ giác bên cạnh, nín hơi ép khí đợi âm thanh đi qua có thể tưởng tượng được tiếng bước chân vội vàng kia liền đứng bất động ở phía trước. Vân Khanh đành chấp nhận mà đợi. An Sơ Dương, hôm nay Lão Thái Quân mời Thế Tử Cẩn Vương, công tử của Vĩnh Nghị Hầu đến phủ làm khách, ngay cả tiệc rượu ngươi cũng không dự, thật quá to gan. An Chi Phủ trợn mắt khiển trách, lại thấy An Sơ Dương cả người mặc quần áo đen một chút cũng không để ý, khẽ nâng mí mắt nhìn An Chi Phủ nổi giận trước mặt, cất giọng lạnh lẽo nói, bọn họ đến phủ. Liên quan gì đến con? Chết, nàng không nghĩ là mình lại lỡ nghe thấy chuyện nhà của người ta, hiện tại loại hành vi này vẫn chớ nên để người ta phát hiện, nếu không sẽ nghĩ nàng cố ý ngồi ở góc tường nghe lén, có thể sẽ mắc lỗi to. Chỉ nghe một loạt tiếng hít thở hồng hộc, đại khái là An Chi phủ tức giận nửa ngày không nói được, một lát sau, dường như tức giận ổn định một chút mới nói, con này cũng đã 15 tuổi còn không chịu kết giao vài con cháu quyền quý, về sau trên con đường làm quan cũng có chút trợ giúp. Ông ta còn chưa nói xong, An Sơ Dương lạnh như băng liền lên tiếng mắt lời, chuyện của con cũng không nhọc ngài phải quan tâm. Những lời này thể hiện thái độ xa cách, dường như An Chi Phủ chỉ là người hời hợt quen biết, thích trỏ móm vào việc người khác, mà hắn không chút nào cảm kích, nếu Vân Khanh không biết hai người bọn họ là cha con chỉ sợ có thế nào thì cũng không nghĩ ra quan hệ của hai người con là con ta chuyện của con ta không quan tâm thì ai quan tâm phù tử nói thành tích của con đã sớm có thể tham gia thi hương con lại cố tình không đi ta nói nếu con không thích đi thi khoa cử gia nhập con đường sĩ tử thì cũng thôi đi kết giao nhiều với quyền quý đến lúc đó người cha này sẽ đi lại sắp xếp cho con một chức quan cũng được thế mà con lại cố tình không đi khi không để lãng phí cơ hội này con là muốn tức chết ta sao? Quan tâm của ông như thế, đổi lấy An Sơ Dương càng thêm không nể mặt mà nói, nay người quan tâm cho ai xem, nếu là thật sự quan tâm, năm đó sẽ không làm ra chuyện như vậy, bây giờ người lại làm ra bộ dạng cha hiền, là muốn đổi lấy cây thanh danh tốt hay sao? Chỉ nghe giọng nói, Vân Khanh đã cảm thấy bên trong chất chứa một dòng sông băng, cho dù không nhìn thấy biểu cảm của An Sơ Dương, Vân Khanh cũng có thể tưởng tượng khi hai cánh môi nhợt nhạt của hắn phun ra những lời này lạnh lùng đến mức nào. Bất quá đây là lần đầu tiên nàng nghe An Sơ Dương nói nhiều lời như thế. Phải nói rằng, An Sơ Dương là người luôn kiệm lời, có thể bớt được mấy lời liền bớt hẳn. Ta biết mà, biết là con, nhiều năm như vậy mà vẫn thế. An Chi Phủ lập tức bị câu nói kia khiến cho tức giận ôm ngực, giơ cánh tay lên, ngón tay không ngừng run rẩy chỉ về phía An Sơ Dương mày nhíu chặt lại, hai chòm râu mép như hai dấu phẩy trên môi không ngừng run run theo môi ông, như là muốn hôn mê bất tỉnh. Vân Khanh không có lòng dạ mà suy đoán rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, toàn bộ lực chú ý của nàng đều đã rời đến bụng dưới nặng nề, đành phải cong thắt lưng tính vụng trộm quay về con đường lúc nãy, nàng sẽ không phải nghe tiếp chuyện bí mật trong phủ này nữa. Vừa định xoay người, vừa vặn dẫm phải một quả cây rơi từ trên cây xuống, phát ra một tiếng rộp hai tròng mắt sâu đen của an sơ dương chợt tối sầm giống to về phía này là ai động tác xoay người của vân khanh dừng lại nghĩ rằng rốt cuộc đã bị người phát hiện không giấu được theo bản năng muốn chạy về phía trước đột nhiên lại bị một bàn tay nắm lấy bên hông thân mình bị cắp đi nhảy lên lầu cao phía trên mà nàng liền bị người đó gắt gao ép vào bên người nàng ngẩng đầu nhìn lại ánh vào mi mắt là một cái mặt nạ màu bạc vẽ hoa văn sau mặt nạ là một đôi mắt lạnh như dòng sông băng chăm chú nhìn nàng. Hắn là đạo tặc gặp trong rừng trúc, tại sao lại gặp hắn ở trong này? Vân Khanh lập tức tỉnh táo lại muốn lùi về sau một bước, lại bị cánh tay mạnh mẽ, có lực gắt gao giữ chặt. Trong nháy mắt, nàng cảm thấy thời gian dường như ngừng lại, nàng cùng hắn ép đến gần như vậy, mặt nàng như là sắp ép vào trong ngực của hắn, thậm chí da thịt có thể cảm giác được hơi thở ấm áp hắn phát ra ôm ấp này lộ rõ ở cánh tay dùng một loại tư thế cực kỳ chắc chắn đặt trên lưng nàng chặt chẽ ôm lấy nàng thậm chí nàng có một loại ảo giác tựa như bọn họ là người yêu cùng giúp vào nhau thân mật như thế nàng chỉ cảm thấy tim tăng tốc đập thình thịch trong lồng ngực không bị khống chế mà toát ra loại cảm giác bối rối này khiến nàng nhịn không được muốn lùi về phía sau muốn mở miệng chối từ lại bị một ngón tay thon dài xinh đẹp đặt trên môi nàng đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng đặt ở trên môi, rõ ràng không dùng sức, lại khiến nàng nói không ra lời. Chỉ cảm thấy từ môi truyền đến một chút cảm xúc tê tê dại dại, trên mặt bắt đầu nóng lên một cách khó hiểu. Một loại, truyền âm nhập mật tiến vào trong tay nàng, phía dưới có người đang tìm nàng, không muốn chết thì đừng động đậy Nghe vậy, Thân Khanh mới nhớ lại, mới vừa rồi An Sơ Dương đã phát hiện sự tồn tại của nàng, nếu không phải nàng bị nam tử mặt nạ bạc đưa đến hẳn là trên nóc nhà của một lầu các bên cạnh, sợ là đã sớm bị An Sơ Dương bắt tại trận, tuy rằng nàng không cố ý nghe lén, nhưng người ta sẽ không nghĩ như vậy. Chương 84, phản kích An Lan, thế tử kịp thời cứu mỹ nhân hai. Phía dưới lầu các, An Sơ Dương lần theo tiếng động nhỏ vừa rồi, đứng bên cạnh cái đỉnh nhỏ, vẻ mặt lạnh lùng quét mắt khắp nơi, nhưng không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào hắn nhếch nhếch khóe môi nhàn nhạt, nhạt đứng ở nơi vừa phát ra âm thanh nhìn lại một đầu ngón tay chạm vào trái cây vừa bị người đạp phải chất lòng vẫn còn đang chảy chứng minh vừa rồi có người ở đây hiếp đôi mắt đen không thấy đáy nhìn quét chung quanh một chút khi nhìn đến một chỗ thì ánh mắt hiện lên một tia sáng sắc bén an chi phủ không có võ công chưa từng phát hiện khác thường sau khi nghe nhi tử hô lên cũng im lặng đứng nhìn một bên thấy hắn tay không trở về hỏi là ai vậy? Không ai cả, nắm nắm gì đó trong tay, sắc mặt An Sơ Dương lạnh như băng, ánh mắt tối tăm trả lời, không việc gì thì con đi đây. Con, con muốn chọc giận chết ta sao, nghịch tử? An Chi phủ hung hăng dậm chân, rốt cuộc cũng nói không ra lời, mà sắc mặt An Sơ Dương không thay đổi, giống như không nhìn thấy cất bước đi xa. An Chi phủ đứng ở tại chỗ ngơ ngẩn một hồi, thở dài thật mạnh một hơi cũng phất tay mà đi. Cho đến khi mọi âm thanh phía dưới đều không còn, Vân Khanh mới ngẩng đầu lên, hơi hơi nhăn mày lại, đạo tặc mặt nạ bạc trước mặt này, tại sao lại xuất hiện ở phủ chi phủ, chẳng lẽ hắn muốn đến đây trộm cắp? Nàng ngẩng đầu nhìn lại, khoảng cách gần như thế, nàng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn thấy chiếc cằm thon của hắn, lộ một chút màu trắng dưới mặt nạ màu bạc vẽ hoa văn, sau giữa trưa ánh mặt trời trở nên trong suốt giống như đóa hoa bách hợp nở rộ, trắng nón không tì vết, nàng không khỏi đoán diện mạo dưới mặt nạ của người này nhất định không tâm thương. Bỗng nhiên nhìn thấy đôi mắt sâu thấm không thấy đáy dưới lớp mặt nạ kia hiện lên ý cười chiêu tức, khiến người ta nhịn không được mà lạnh run, tiếng nói trầm thấp mang theo sự mê hoặc không nói nên lời nhẹ nhàng thốt lên bên tai nàng, sao, vẫn chưa nhìn đủ sao. Lúc này Vân Khanh mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, màu đỏ từ hai má nhanh chóng lan tràn đến sau tai trong lòng nổi lên chốt chán nản với bản thân sao lại nhìn hắn đến mất hồn như vậy vì sao mỗi lần đối mặt với người này nàng luôn thất thần bị tên trộm vặt lấy làm lá chắn một lần cũng thôi đi lần này lại bị hắn bắt không biết lại muốn làm gì nếu để người khác biết nàng một hai rồi ba lần để người ta làm vậy không biết sẽ bị nói thành cái gì không khỏi muốn há mồm phản bác lại phát hiện ngón tay kia vẫn còn đặt trên môi nàng dường như còn có dấu hiệu tỉ mỉ ma sát người này hơi quá đáng rồi nàng liếc mắt nhìn vị trí của chính mình đúng là trên tầng lầu không có thang lầu thông đến là tầng đỉnh có gắn đá quý làm trang sức trên đỉnh lầu ánh mặt trời chiếu nghiêng xuống vừa vặn rừng trên mặt nạ bạc của nam tử ánh bạc lướt qua ánh sáng ngọc lóa mắt càng tôn lên nét sâu thẫm không lường được trong đôi mắt vân khanh ngầm tức giận không cam lòng mỗi lần bị hắn bắt đều bị uy hiếp quyết định há mồm cắn lên món tay đặt trên môi nàng. Nàng dùng hết sức lực cắn xuống, với đạo tặc này, không biết tại sao, trong lòng nàng không có sợ hãi, chỉ có tức giận và tức giận, vì thế không sợ mà cắn mạnh, răng nanh đâm vào ngón tay, chảy ra máu đỏ tươi. Trong mắt nam tử đeo mặt nạ bạc hiện lên ánh sáng kinh ngạc, tiếp theo liền đau đến nhăn mày, như tia chớp vươn hai ngón tay bóp cằm nàng, gia tăng sức lực khiến nàng mở miệng, rút món trỏ bị cắn đau ra. Dơ trước mặt Vân Khanh, dưới ánh mặt trời chói trang, hai dòng máu đỏ thấm ra dọc theo dấu răng sâu hoắm, từ ngón tay chảy xuống. Lần nào tiểu hồ ly cũng cắn hắn, lần trước ở trong thư viện cũng không chút nghĩ ngợi cắn xuống lồng ngực hắn, bây giờ dấu răng còn chưa biến mất, hiện tại lại lưu hai dấu răng trên món trỏ của hắn, nàng vẫn làm thế với hắn, vẫn nhìn thấy ai không hài lòng liền cứ vậy mà cắn xuống nhớ tới cảm giác ướt át nóng bỏng vừa rồi khi ngón tay bị đôi môi nàng bao chặt, mặt hắn liền không dừng được mà nóng lên, ánh nhìn trong mắt lại càng thêm tức giận, cắn hắn cũng thôi đi, nhưng nếu là nam tử khác không có ý tốt, cứ như vậy cắn một cái, một chút tác dụng cũng không có, chẳng lẽ tiểu hồ ly này không biết, hành động như vậy có lẽ sẽ khiến nam nhân càng thêm có dục vọng khi dễ nàng sao? Trong đôi mắt đen như mực hiện lên ánh sáng khôn khéo. Ngự phượng đàn quyết định phải khiến Vân Khanh bỏ thói quen hư hỏng này. Ngón tay hắn gia tăng sức lực, Vân Khanh bị bắt nâng cầm lên, dưới mặt nạ đôi mắt nam tử như một lưỡi dao băng lợi hại, lộ ra hơi thờ dày đặc, nàng nhìn mà có chút sợ hãi, lại nhếch đôi môi, không thể lùi bước căm tức nhìn hắn. Tuy rằng nhìn không được biểu cảm của nam tử đeo mặt nạ, Vân Khanh lại có thể cảm giác được toàn thân hắn lộ ra hơi thở khiếp người, khiến nàng cảm thấy vô cùng bị chèn ép muốn tránh đi cũng không còn sức lực nam tử đeo mặt nạ bạc quái dị cười nhẹ một tiếng ngón tay bỗng nhiên nhét vào môi vân khanh ngón tay vô cùng xấu xa nhẹ nhàng xoay một vòng trên đầu lưỡi phấn hồng của nàng máu đỏ tươi dính vào đầu lưỡi nàng nháy mắt cảm thấy một mùi máu tươi tràn ra đầu lưỡi lại bị loại động tác xâm nhập này làm sắc mặt đỏ lên nhất thời mắt phượng trừng to chờ khi nàng phục hồi tinh thần lại nam tử mặt nạ bạc đã thu món tay về đốt món tay lưu luyến xẹt qua gương mặt nàng, giọng nói trầm thấp mang theo nguy hiểm cảnh cáo, về sau không cho phép cắn những người khác, nàng làm vậy sẽ khiến người càng thêm muốn khi dễ nàng. Trong giọng nói mang theo ngang ngược không thể phủ nhận, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể vâng theo vô điều kiện, loại khí chất khiếp người này lại chảy ra từ trên người một tên trộm vật, càng khiến Vân Khanh chắc chắc thân phận đặc biệt của hắn. Nhưng ngang ngược thì ngang ngược, liên quan gì đến nàng? hắn muốn làm gì thì tự đi mà làm còn muốn lôi kéo nàng lúc này đây nàng đánh giá cao thấp một chút không bị thương vừa rồi phía sau không ai đổi bắt hắn sao lại còn ôm lấy nàng chẳng lẽ bộ dạng nàng rất dễ bị bắt nạt ta cắn ai liên quan gì đến ngươi đại hiệp ngươi không nên xen vào việc của người khác vân khanh oán hận cắn răng từng chữ từng chữ phun ra ngoài hai chữ đại hiệp lại thốt ra đặc biệt nặng nề ngự phượng đàn vô cùng không thích thái độ như vậy của nàng híp mắt nhìn vẻ mặt nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn như bạch ngọc kia đều là tức giận hơn nữa ánh mắt còn mang theo khinh thường nhìn qua một bên lại không chịu nhìn hắn lúc hắn không mang mặt nạ nàng cũng không nhìn hắn hắn đeo mặt nạ nàng cũng không chịu nhìn thì ra nàng đúng là không thích nhìn hắn trong lòng bất mãn ngón tay liền hung hăng xoay mặt nàng lại khó chịu đè thấp giọng nói Bộ dạng ta rất khó nhìn sao? Vì sao không nhìn ta? Vân Khanh nghe vậy dương mắt nhìn mặt nạ bạc sáng chói của hắn, phì cười, nâng tay vỗ lên mặt nạ của hắn, ngươi có gì để ta nhìn? Hừ, thật ra hắn đã quên thân phận lúc này của mình không phải là Ngự Phượng đàn, dưới mặt nạ chu môi chép chép miệng, mắt hẹp híp lại, càng tới gần nàng thêm một chút, âm trầm hỏi, vậy ngươi cảm thấy bộ dạng An Sơ Dương đẹp mắt? A, à, sao lại nói đến việc này? Vân Khanh có chút kỳ quái nâng lông mi dài, mắt phượng kinh ngạc nhìn nam tử mặt nạ bạc. chương 85, Phản kích An Lan, Thế tử kịp thời cứu Mỹ Nhân Ba. Hắn nói đến An Sơ Dương, vì sao hắn lại hỏi ra mấy lời này, vừa rồi nàng tránh ở sau đình, chưa hề ngừng đầu nhìn An Sơ Dương liếc mắt một cái, nếu nói có quan sát, cũng chỉ là lúc đoán vật, nàng nảy lòng tham nhìn thêm vài lần, chẳng lẽ nam tử mặt nạ bạc vẫn luôn ở chung quanh nàng. Phán đoán này khiến nàng giật mình sợ hãi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt nam tử mang mặt nạ bạc. Nam tử trước mắt này mới gặp nàng hai lần, nhưng loại hơi thở tà ác mang theo sự bá đạo. Các nam tử nàng từng quen biết chưa ai có đủ khí thế này, loại hơi thở này quá mất mê hoặc, cũng quá mất mê hoặc mất hồn, nói chi đến việc nhớ hay quên. Duy nhất một người có khí chất lóa mắt như hắn, đó là cẩn Vương Thế Tử Ngự Phượng Đàn mà khí chất của ngự phượng đàn lại hoàn toàn trái ngược với hắn. Đó là một loại lười nhác không chốt để ý, không tà mị bá đạo giống nam tử trước mắt này. Lại nhìn y phục trên người nam tử, cũng chỉ là áo bảo màu lam mà người bình thường có thể mua được. Mà ngự phượng đàn từ đầu tới chân không chỗ nào không là hàng cực phẩm, chiều cao hình như cũng có chút chênh lệch. Một lúc lâu nàng không nói gì, ngự phượng đàn bất mãn, nghĩ nàng thật sự thích cái loại nam tử lạnh như băng như an sơ dương, liền hư thật mạnh một tiếng, khối băng kia có gì hay, vậy mà nàng cũng thích. Ta nói thích khi nào, Vân Khanh tỏ vẻ không hiểu nổi cái lý luận kỳ quái của hắn, không muốn tranh chấp với hắn, người này làm đạo tặc thì làm đạo tặc, mặc kệ nàng thích ai đi. Nàng quay đầu, nhìn về phía sau, vừa nhìn đầu đã hơi choáng váng, nơi này chỉ dựa vào một mình nàng sẽ không thể đi xuống, nhưng mà hình như nàng bị chuyện lúc nãy dọa đến mức bụng cũng thu lại, lúc này thả lòng, lại nhớ tới một việc bức thiết cần phải giải quyết. Nàng thật sự rất muốn đến phòng vệ sinh, nhưng phải mở miệng nói thế nào với cái người ở trước mặt này đây, vì thế nghẹn cứng người, nhỏ giọng nói, người mau thả ta xuống. Ta cũng không ôm nàng, tự nàng đi xuống thôi, ngự phượng đàn còn có ý muốn trêu đùa nàng một lúc, chờ nàng nhỏ giọng mở miệng cầu hắn mang nàng xuống ai ngờ sau một lúc lâu không có trả lời liền quay đầu nhìn vân khanh chỉ thấy sắc mặt nàng càng căng càng hồng vẻ mặt mang theo chút khổ sở trong lòng giật nảy nhanh chóng xem nàng có chúng độc bị thương không lại không thấy gì khác thường nhất thời không hiểu nổi liền nhớ tới vừa rồi nàng ở vị trí hẻo lánh như vậy bình thường sẽ không ai tùy tiện đến trừ khi ánh mắt nam tử mét đeo nạ bạc mang theo nghi hoặc khó có thể nhận ra thấy bụng nàng hóp lại hai chân gắt gao kẹp lấy ngón tay nắm chặt bộ dáng này hắn ngẩng đầu nhìn về phía đình kia bỗng nhiên bật ra tiếng cười thật to ôm theo vân khanh bay lên không trung sau đó đặt nàng trước phòng vệ sinh trong rừng trúc một tiếng cười chứa giọng mỉa mai lại thốt lên không nhìn đến sẽ có người bị nghẹn chết dứt lời xoay người tựa như một cơn gió trong đêm đen rời khỏi rừng trúc vân khanh sửng sốt trong lòng tức giận nhưng nàng đã nhịn tương đối lâu bèn chạy nhanh vào tịnh phòng, đến lúc đi ra, trong lòng tràn đầy hốt hoảng, nhớ tới hôm nay từ lúc ra khỏi phủ đến bây giờ, mỗi một sự kiện gặp phải đều không có gì hay ho, sớm biết thế thì đã tìm cớ từ chối không đi, một lần hai lần lại ba lần, chọc ngự phượng đàn ép uống rượu, lại không cẩn thận nghe thấy chuyện nhà của chi phủ, cuối cùng còn bị một tên trộm vặt chiếm tiện nghi. Nghĩ đến cảm giác vừa rồi khi ngón tay chạm vào đầu lưỡi, Vân Khanh liền nhịn không được mà xì một tiếng khinh miệt, hương vị máu tanh còn lưu trên đầu lưỡi nàng, về sau nàng hẳn không nên cắn người, thật khó chịu. Nàng vừa đi vừa căm giận mắng nam tử mang mặt nạ bạc cho hả, người này trộm này trộm nọ cũng không biết thay đổi thời gian, mỗi lần đều xuất hiện giữa ban ngày, không phải người ta thường bảo trộm chỉ có lúc nửa đêm sao? Cái gì mà không cho phép lại cắn người khác, nếu hắn không bắt nạt nàng, nàng sẽ cắn hắn sao? Bất quá lời hắn nói lại có đạo lý, nếu thật sự gặp người cố tình hại nàng, cắn một cái như vậy cũng không có tác dụng gì. Nàng vốn không phải là người hay xúc động, không biết tại sao, tự chủ của nàng với nam tử mang mặt nạ bạc hình như kém một ít, nhịn không được mà muốn đánh trả hắn, dường như chắc chắn hắn sẽ không hại nàng. Nàng sờ sờ gò má, tự cảm thấy kỳ quái là sao mình lại có ý tưởng kỳ cục như thế chẳng lẽ bởi vì lần trước lúc ở trong rừng trúc hắn thả cho nàng một con ngựa cho nên cảm thấy hắn không gây nguy hiểm sao phải biết rằng hắn là một kẻ trộm ngày đó người đầy máu tươi xuất hiện trước mặt nàng chứng minh hắn không phải là người tốt có lẽ dưới tay đã từng lấy đi mạng người về sau vẫn nên cẩn thận hơn một chút lúc về đến lạc mai viện đã thấy trừ an tuyết oánh an lan an phương liễu dịch nguyệt và lưu uyển như ra an à ngọc oánh đỡ lão thái quân đi nghỉ ngơi cũng đã tới vân khanh vừa vào cửa chợt nghe thấy giọng liễu dịch nguyệt cất lên cao cao biểu tỷ đi chuyến này thật đúng là quá lâu không biết con tưởng tỷ ngao du một chuyến trong phủ chi phủ nghe vậy an ngọc oánh đang cầm một bức ánh trăng chiếu hồ sen trong tay chậm rãi phe phẩy, liếc xéo dò xét nhìn vân khanh nói chắc là vân khanh muội muội không cẩn thận mà lạc đường Ngọc Oánh tỉ tỉ không biết đó thôi. Quan hệ của Vân Khanh và muội muội Tuyết Oánh rất tốt, thường xuyên đến phủ chơi, mặc dù không thể nói là biết hết mọi thứ trong phủ, nhưng ít nhất vài gian phòng trong hậu viện nhất định sẽ không đi lầm, bình thường vẫn thế, sao đến tịnh phòng lại lạc đường, chỉ sợ còn có chuyện khác mà kéo dài thời gian. Nói chuyện là thư nữ An Lan của chi phủ, nàng ta cùng tuổi với An Ngọc Oánh, hình như còn lớn hơn An Tuyết Oánh một tuổi, năm nay 14, bởi vì mẫu thân là thư nữ của Hồ Đại Nhân ở Ti Diêm Chính, quan muối, là quý thiếp của An Chi Phủ, trong phủ cũng coi như có chốt mặt mũi, nàng ta lại là thứ trưởng nữ của Phủ Chi Phủ, bộ dạng cũng thanh tú động lòng người, lại nhanh mồm nhanh miệng, ở trước mặt An Chi Phủ cùng Chi Phủ Phu Nhân đều có vài phần sĩ diện, cho nên so với An Phương ngồi bên cạnh nàng ta. Cũng hơn hẳn, nàng ta mặc một cái áo vạt dài kín cổ màu hồng đào thiêu hoa cúc bằng chỉ vàng. Váy thêu hải đường màu hồng thắt dây lưng thêu chỉ vàng, thoạt nhìn toàn thân cũng vô cùng cao quý, một chút cũng không nhìn ra là thứ tiểu thư, trên đầu vấn búi tóc vân đoá, cài châm ngọc mẫu đơn bằng bạc khảm đá quý màu xanh, bên tóc mai cài hai đóa hoa bằng lụa màu hồng nhạt, hiển nhiên hôm nay cũng trang điểm tỉ mỉ, muốn tô vẽ sắc đẹp trước mặt Ngự Phượng đàn. Ninh Quốc công chính là công thần khai quốc được tấn phong, là gia tộc lớn có nhiều thế hệ châm anh đích thứ khác nhau rất rõ ràng đích nữ giống như an ngọc oánh an tuyết oánh đều mang chữ oánh trong tên mà thứ nữ an lan an phương thực rõ ràng chỉ là quan hệ dâu ria mà thôi chỉ xét trên tên họ là đã khác nhau rồi vân khanh từng nghe an tuyết oánh nói rằng thứ tỷ tỷ này bởi vì dung mạo xuất sắc ở trong phủ coi như cũng được yêu chiều tác phong không khác biệt lắm với các trinh nữ lúc nói chuyện phiếm cũng khá kiêu ngạo nhất định là phải gả cho nam tử có thân phận gia thế tốt làm chính thê mới chịu đối với việc kiên trì phải làm chính thê ấy vân khanh chấp nhận thê là phải cưới hỏi đàng hoàng thiếp là vào theo cửa phụ một là đương gia chủ mẫu một là lấy sắc đẹp mà hầu hạ người khác nhau thật quá rõ ràng trừ việc bất đắc dĩ phải làm thiếp nữ tử thật sự không nên có ý tưởng đi làm di nương bất quá thân là thư nữ nhà chi phủ nếu muốn gả làm chính thê cho nam tử có gia thế thân phận tốt, vẫn có chốt khó khăn. An Lan vừa nói xong, tìm tòi nghiên cứu trong ánh mắt An Ngọc Oánh càng thêm dày đặc, dưới che đậy của bức tranh, đôi mắt đẹp cũng lộ ra vẻ đánh giá. Vân Khanh thấy vậy thật bất đắc dĩ, chắc chắn là thấy liễu dịch nguyệt sắp bị Ngự phượng đàn gọi tên, mà nàng lại bị yêu nghiệt kia gọi ngược, mặc dù sau đó hắn nói không chơi nữa, nhưng trong lòng các tiểu thư An Gia vẫn không thoải mái vì thế ánh mắt tranh né, khi ngừng lên đã mang theo men say mờ mịt, có chút ngượng ngùng cười nói, An Lan mở lời liền không buông tha cho người ta. Không phải do ta vụng về, đoán không ra mấy vật gì đó, liền uống chín chén rượu trái cây, rượu kia thật ngọt ngào, ai biết tác dụng từ từ lại sâu như vậy, ta đi tới đi lui liền đi lạc, thật vất vả mới phát hiện cảnh vật chung quanh khác lạ, giật mình tỉnh táo một chút, quay đầu lại tìm được tịnh phòng. An Ngọc Oánh vẫn nhớ rõ nàng uống nhiều rượu, lại nhìn góc váy nàng dính chút bùn, ánh mắt lại chứa men say, liền tin lời nàng, che miệng nói, được rồi, may mà ngươi vẫn chưa uống hết chỗ rượu đó, nếu ngày đó mà gục xuống ngủ mất, vậy sẽ khiến bọn ta phải chạy đi tìm. Lời vừa nói ra, không khí vừa rồi liền thân thiện hơn, Vân Khanh thầm thở dài vì tránh thoát được một kiếp. Miễn cho sau này An Sơ Dương lại đến hỏi thăm thời điểm đó là ai ẩn núp trong đình cho dù biết là nàng, cũng biết nàng comment say không cẩn thận mà nghe được, người uống say nghe không rõ những lời tranh luận đó. Vì thế sắc mặt Vân Khanh cũng thoải mái rất nhiều, mỉm cười với An Lan, trong con người đen mang theo một chút mỉa mai, muốn đốt lửa lên trên người nàng, cũng phải xem đạo hạnh sâu hay cạn. Nàng nửa thật nửa giả sảng giọng lời An Lan vừa nói là có ý muốn cho ta xấu mặt. Khiến ta bị chê cười trước mặt ngọc oánh tỉ tỉ của ngươi chứ gì. An Ngọc Oánh nghe vậy thản nhiên đưa mắt nhìn An Lan, lời nàng ta vừa nói không khỏi khiến cho nàng nghĩ nhiều, nghĩ rằng Vân Khanh mượn việc đến tịnh phòng mà vụng trộm chạy đến tiền viện tìm ngư phượng đàn, thứ đường muội này hẳn cũng coi trọng cần vương thế tử, vì vừa rồi không gây chú ý được trong bữa tiệc mà căm tức. An Lan nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của An Ngọc Oánh, trong lòng quính lên, không ngờ vào lúc này Vân Khanh chỉ nói hai ba câu đã đẩy luôn chuyện về phía mình, hôm nay đúng là nàng hơi tức giận, vốn nghĩ rằng lượt đoán vật tiếp theo nàng có thể biểu diễn một khúc ai ngờ cơ hội đoán vật đều không có ngay cả nói cũng chưa nói được hai câu chẳng phải đã quá lãng phí tâm tư của nàng sao an tuyết oánh thấy vậy vội vàng giảng hòa liền nói với mọi người ngày hôm trước ta được tặng một chậu hoa rất đẹp hôm nay các ngươi tới liền để các ngươi cùng ngắm vì thế đề tài liền chuyển sang chậu hoa mọi người ngươi một lời ta một câu đánh giá chậu hoa sơn trà một lát sau liền nghe có người nói hai người ngự phượng đàn và cảnh hữu thần sau khi ăn cơm xong cũng đã cáo từ hưng trí của an mọc oánh liền tuột mất một lát sau mọi người liền tìm cớ đều tự giải tán vân khanh lại ngồi xe ngựa dọc theo đường cũ mà trở về xe ngựa vào đến cửa phủ mới dừng lại sau khi đi vào vân khanh liền nhìn thấy tiểu nha hoàn của viện tạ thị trông chừng ở cửa thùy hoa mới từ xa xa nhìn thấy nàng liền vội vàng hấp tấp chạy tới đại tiểu thư, đại tiểu thư, không tốt rồi. Liêu Thúy vừa nghe thấy lời này, liền nghiêm mặt, lập tức mạnh mẽ dậy bảo, chạy cái gì mà chạy, hấp ta hấp tấp, hô to gọi nhỏ như vậy là sao chứ? Chủy Nhi co rụt bà vai lại, vội vàng hành lễ với Vân Khanh, nói, vừa rồi nô tỳ có chút hấp tấp, xin đại tiểu thư thứ tội. Thấy nàng ta chờ ở đây, nhất định tạ thị đã xảy ra chuyện gì quan trọng, đáy lòng Vân Khanh gấp gáp, trên mặt lại vẫn luôn trầm tĩnh, từ từ mở miệng nói, em chớ hoảng sợ, rốt cuộc là có chuyện gì, nói rõ xem. Trụy Nhi thấy vẻ mặt nàng ấm áp, thầm nghĩ đại tiểu thư thật không tệ, trong lòng cũng lớn gan hơn một chút, lúc này mới mở miệng nói là phỉ thúy tỷ tỷ dặn dò nô tỳ đứng đây chờ đại tiểu thư trở về. Buổi sáng ngày hôm nay, sau khi ba vị di nương đi thỉnh an lão phu nhân, không biết đã nói gì, lão phu nhân liền nổi cơn giận, Hô hào gọi phu nhân đến từ khi đó đến bây giờ nô tỳ đứng đây cũng khoảng hai canh giờ mà phu nhân vẫn còn chưa trở về viện trong lòng vân khanh lục bột một tiếng ánh mắt ẩn chứa tia sắc bén nàng biết nhóm di nương đó sẽ không an phận thủ thường ở yên trong viện của mình không phải sao hiện tại thấy thẩm phủ vừa có chút an tĩnh liền lập tức thổi gió dậy sóng rồi nàng gật gật đầu nói với trụy nhi em chạy đi nói với phỉ thúy nói ta đã về rồi sau khi về quy nhạn cắp một chuyến sẽ đến vinh tùng đường ngay phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn